Bí ẩn của địa ngục trên núi Côn Lôn và những vụ biến mất không lời giải. Xin chào các bạn đã đến với kênh Tốc Một Khám Phá. Các bạn thân mến, với những ai yêu thích phim cổ trang hay là thực tiễn của Trung Quốc, có lẽ không còn xa lạ với cái tên núi Côn Lôn. Ở trong phim thì nơi đây được mô tả là một nơi có nhiều khí tiên và vô cùng phù hợp với việc tu tiên. Ngoài ra thì các nhà sản xuất phim còn rất đầu tư chú trọng tới khung cảnh, bởi vậy mà chúng ta có cảm giác nơi đây là một nơi tuyệt đẹp và vô cùng hùng vĩ. Đó là ở trong phim, còn ngoài đời thì núi Côn Lôn lại gắn liền với những câu chuyện vô cùng kỳ bí. Một trong số đó chính là cổng địa ngục. Cả người vẫn như gia súc gia cầm nếu không dám bén mảng đến đây dù cho cỏ cây tươi tốt. Vậy núi Côn Lôn đang ẩn giấu điều gì? Hay tại đây có một nguồn năng lượng kỳ bí nào đó? Ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng với tôi một khám phá tìm hiểu nhé. Núi Côn Lôn ở Trung Quốc là một nơi rộng lớn với nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Có thể nói rằng núi Côn Lôn là một trong những ngọn núi linh thiêng ở Trung Quốc. Nó có độ cao 4.767m và dài 2.500km. Ngọn núi này cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim thần thoại ở Trung Quốc, nhưng các cảnh quay đều được thực hiện ở khu vực ngoài rìa, không ai dám đặt chân vào sâu bên trong. Núi Côn Lôn, đối với một số người thì nơi này rất bí ẩn và nguy hiểm. Đây là nơi mà có cả lính bảo vệ quanh năm và người nước ngoài bị cấm vào. Chính vì thế, rất nhiều người tò mò về những điều kỳ lạ và những truyền thuyết xảy ra đối với ngọn núi này. Theo truyền thuyết, núi Côn Lôn là nơi khởi nguồn của dân tộc Trung Hoa. Ngưỡng vọng Côn Lôn chính là ngưỡng vọng văn hóa của dân tộc Trung Hoa. Tương truyền rằng, những người chân cừu sống ở dãy núi Côn Lôn không dám mạo hiểm tiến vào vùng thung lũng sâu, cổ kính và yên tĩnh đáng sợ trong lòng dãy núi này. Đến nỗi, họ thậm chí thà để cho trâu, cừu chết trong sườn núi vì thiếu thức ăn, chứ không dám bén mảng tiến vào nơi này. Mặc dù ở đây có rất nhiều cây cỏ tươi tốt để chăn thả gia súc. Trong thung lũng có đầy lông sói, xương gấu, súng thép của thợ săn cùng những ngọn đồi hoang vu, bao trùm trong một bầu không khí âm u, chết chóc khiến người ta kinh sợ. Theo bài báo của Lục Môi vào năm 1983, một đội địa chất thuộc Cục Địa chất Tân Cương đã được tận mắt chứng kiến nó. Năm đó, một đội ngựa của nông trại A Lạp Nhĩ thuộc tỉnh Thanh Hải vì tham ăn cỏ nên đã đi vào thung lũng chết. Một người trong nông trại đã mạo hiểm tiến vào đây để tìm đôi ngựa. Mấy ngày sau, người ta nhìn thấy đội ngựa này trở về, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của người đàn ông đi tìm kiếm lúc đó. Sau này, người ta đã tìm thấy thi thể của người này trên ngọn núi nhỏ. Bộ dạng của anh ta lúc đó trông thật thê thảm, miệng mở to, đôi mắt trợn tròn trông hung dữ, đôi chân để trần, quần áo rách nát. Trên tay thi thể là một khẩu súng ngắn được nắm rất chặt, tư thế giống như người chết không nhắm mắt. Nhưng điều kỳ lạ là, trên người anh ta không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào do bị ẩu đả. Sau khi sự việc xảy ra không lâu, một đội địa chất làm việc gần đó cũng gặp nạn trong chính thung lũng này. Thời điểm đó là vào tháng 7 mùa hè. Thời tiết nóng bức, nhưng một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến. Sau trận bão tuyết, bất thình lình có một tiếng sấm. Và người nấu bếp trong đội ngất xỉu ngay tại chỗ. Các đồng nghiệp hay tin, ngay lập tức chạy đến cấp cứu, thì người nấu bếp mới dần dần tỉnh lại. Người nấu bếp kể lại, lúc đó anh nghe thấy một tiếng sấm nổ sau lưng, toàn thân ngay lập tức bị tê cứng, trước mắt tối sầm. Anh liền mất ý thức, không còn biết gì. Ngày hôm sau khi bắt đầu công việc, các thành viên trong đội địa chất phát hiện toàn bộ sườn đồi đều đã đổi màu, đất vàng giờ đã thành độc màu đen. Cảnh tượng trông như tất cả đều đã bị hủy diệt, động thực vật đều không còn. Đầu đầu cũng là xác chết trâu bò và xương cốt của các loài động vật khác. Cảnh tượng này trông thật vô cùng thảm khốc, thê lương. Đội địa chất ngay lập tức điều tra thung lũng và phát hiện ra rằng khu vực này có dị thường từ trường vô cùng rõ ràng. Hơn nữa còn phân bố ở một phạm vi rộng lớn. Càng vào sâu thung lũng thì càng dị thường, từ trường càng cao. Các nhà địa chất học cho rằng dưới tác dụng của hiệu ứng điện từ trường trong thung lũng và điện tích sản sinh trên những tầng mây đã hợp lại sẽ tạo thành một khu vực chịu sấm rộng lớn mà đối tượng bị sét đánh thường là những vật thể đang chuyển động. Đây có thể là cách lý giải hợp lý cho những bi kịch xảy ra tại thung lũng chết trong nhiều năm qua. Ngoài ra, các nhà địa chất còn phát hiện ra một con sông ngầm phía dưới đầm lầy. Nếu ai bước chân lên đầm lầy thì sẽ ngay lập tức bị ngã vào dòng sông bên dưới, rồi thuận theo dòng nước mà rơi xuống vực thẳm. Điều này cũng trở thành một trong những phần bóng tối đáng sợ bao trùm lên thung lũng chết. Dãy núi Côn Lôn là một trong những dãy núi cao nhất trên trái đất dựa trên độ cao trung bình của mặt nước biển. Ngoài ra, dãy Côn Lôn còn trải dài trên một phạm vi vô cùng rộng lớn. Về phía Bắc, nó trải dài về phía Nam Tân Cương.
còn về phía nam, nó kéo dài đến phía bắc của Tây Tạng. Về phía đông thì nó tiếp giáp với tỉnh Thanh Hải. Tổng chiều dài vào khoảng 3.000 km. Đây là tổ tiên của hàng vạn ngọn núi, là vua trong các ngọn núi, là tia sáng của đại địa Trung Hoa. Độ cao của núi Côn Lôn, núi tuyết sông băng trên Côn Lôn hoặc hoàn cảnh nguy hiểm ma huyễn của núi Côn Lôn hay đỉnh núi cao chót vót vạn trượng đều là những nhân tố khiến cho ngọn núi này trở thành một vùng đất hấp dẫn mà rất nhiều người muốn tham quan, khám phá. Nhưng xen lẫn trong niềm thôi thúc khám phá đó lại là một nỗi sợ hãi khôn tả trước những địa danh ẩn chứa nguy hiểm rình rập. Tác phẩm Sơn Hải Kinh có đề cập đến hàng chục ngọn núi, thì trong số đó, núi Côn Lôn đứng đầu, giữ vị trí quán quân. Người ta cho rằng, dãy núi Côn Lôn là đô thành của thiên đế. Vị thiên đế này cũng chính là hoàng đế. Hoàng đế phái vị thần, tên gọi là Lục Ngô đến quản lý núi Côn Lôn. Lục Ngô có hình dạng nửa người nửa thú, mặt người, thân hổ, có móng vuốt giống hổ, còn có 9 cái đuôi. Sơn Hải Kinh cũng ghi chép, Tây Vương Mẫu sống trên đỉnh Côn Lôn do hai vị thanh điểu hầu hạ. Tây Vương Mẫu là một vị thánh chính thống của đạo giáo, cùng Đông Vương Công phân chia quản lý, dẫn dắt nam nữ tu tiên. Hiện nay, do thấy được mối nguy hiểm của núi Côn Lôn, chính quyền địa phương lo ngại một số người tò mò đến nơi này và có thể sẽ trả giá bằng mạng sống của mình. Thế nên nơi này hiện được một số người canh gác đêm ngày để ngăn cản bất cứ ai muốn đột nhập vào bên trong ngọn núi. Tất nhiên, bí ẩn của núi Côn Lôn vẫn còn rất nhiều. Nhưng ngày nay, cả đội ngũ chuyên gia thám hiểm cũng không thể dễ dàng khám phá hết vùng đất này. Rất nhiều người hy vọng với sự tiến bộ của công nghệ hiện nay, một ngày nào đó, bí ẩn của ngọn núi sẽ được sáng tỏ hoàn toàn. Núi Côn Lôn trong thần thoại cổ xưa. Nhiều lần đã xuất hiện trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa, thế nhưng địa điểm chính xác của núi Côn Lôn được đề cập đến là bất đồng. Người Trung Quốc cổ đại xem núi Côn Lôn là nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa và khởi nguồn của Hoàng Hà. Các tài liệu cổ xưa nói rằng có 4 dòng sông bắt nguồn từ Côn Lôn, đó chính là sông Hồng Hà, Hoàng Hà, Hắc Ngọc Hà và Dương Tử. Dòng sông thứ 5 chảy quanh ngọn núi Côn Lôn cùng với những cồn cát di động để ngăn cho con người leo lên tầng thượng của ngọn núi. Và theo các truyền thuyết xuất phát từ đạo giáo, chỉ những ai có thần thông mới có thể vượt qua những chướng ngại để lên đỉnh núi. Những câu chuyện kể về người tu tiên, thần tiên, các loại kỳ hoa dị thảo, các linh vật thường sống trên núi đã đi vào huyền thoại. Người Trung Hoa cổ đại thường để lại những câu chuyện về sự linh thiêng của các cây cổ thụ. Họ cho rằng cổ thụ có liên kết đến thế giới phàm trần và cõi tiên. Trong Kitô giáo cũng có cây phục sinh và cây giáng sinh. Đa số các nền văn minh Trung Bộ châu Mỹ cổ đại đều ca ngợi quyền năng của cây bông gòn. Người Mỹ da đỏ thì xem cây tuyết tùng là loài cây linh thiêng nhất. Yggdrasil lại là cây sự sống vĩnh cửu và thiêng liêng trong thần thoại Bắc Âu. Còn ở Ấn Độ, cây Kanpa, Kavarisa là cây ước nguyện cổ xưa. Còn tích xưa của Trung Quốc thì kể lại rằng, lên ngọn núi Côn Lôn ta sẽ thấy những cây ngọc bích, còn có cây sự sống và loại hoa ăn quả khiến người trường thọ. Tây Vương Mẫu, vị nữ thần trong văn hóa Trung Hoa, có nơi còn đồng nhất bà với nữ thần Sheba trong Kinh Thánh, sở hữu một cung điện tráng lệ trên ngọn núi Côn Lôn. Trong vườn của bà có trồng cây đào tiên sống rất lâu năm, cứ 3.000 năm quả lại chín. Trên núi còn có sếu, hổ, chim và những loại thú kỳ dị chỉ xuất hiện trong thế giới thần thoại. Cũng theo thuyết cổ, Chu Mục Vương, thời nhà Chu, đã từng lên thăm núi Côn Lôn. Ông lấy làm ngạc nhiên khi thấy một cung điện bằng ngọc đẹp đẽ phi thường của hiên viên hoàng đế trong truyền thuyết. Khi lên núi, Chu Mục Vương cũng được gặp Tây Vương Mẫu. Người ta còn cho rằng núi Côn Lôn chính là núi Tu Di, ngọn núi năm đỉnh linh thiêng trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Núi Tu Di được coi là trung tâm của tất cả vũ trụ vật chất, siêu hình, tâm linh và là trục của thế giới. Nhiều vị thần đều có thiên quốc của họ trên núi Tu Di. Vì trong thần thoại Trung Quốc cổ đại có nhiều bản ghi chép về các ngọn núi linh thiêng, nên đôi khi núi Côn Lôn bị nhầm lẫn hoặc được xác định là núi Bồng Lai, nơi bát tiên cư ngụ. Trong suốt lịch sử Trung Quốc, người ta luôn cố tìm ra vị trí của núi Bồng Lai tiên cảnh huyền thoại nhưng chưa ai thành công. Ở nơi đó, mọi sinh linh đều có một màu trắng, cung điện bằng vàng và bạch kim, trên cây mọc ra đồ trang sức. Nếu chốn Bồng Lai thực sự tồn tại thì hẳn là các vị thần tiên đã che giấu khỏi tầm mắt của người phàm. Núi Côn Lôn có tầm quan trọng trong lịch sử vĩ đại. Dân tộc Trung Quốc từ xa xưa đã tôn sùng núi Côn Lôn. Người ở thời nhà Tần, triều đại đầu tiên của đế quốc Trung Hoa từ năm 221 đến năm 206 trước công nguyên,
đã phát triển một mô hình vũ trụ đặc biệt mô tả trời và đất là đại diện của các vị thần. Quan điểm vũ trụ học này cũng là một yếu tố chính trị và các vị quân vương đã dùng để thống nhất đất nước. Núi Côn Lôn trở thành biểu tượng của hoàng đế và vì thế nó khiến người dân trong nước này cảm thấy kết nối gần gũi với nhau hơn. Giới khảo cổ đã từng phát hiện ra các bản khắc bằng xương và đồng của các triều đại nhà Thương và nhà Chu, cho thấy những người thời đó rất tôn sùng núi Côn Lôn. Truyền thuyết về núi Côn Lôn vẫn đã và đang giữ được giá trị. Những bài thơ hiện đại và các tác phẩm văn học vẫn đang ca ngợi về thiên đường tuyệt vời và bí ẩn này. Một số bức tranh về núi Côn Lôn, các vị thần và phong cảnh trên núi cũng được vẽ để miêu tả các sự kiện diễn ra ở chốn thiên đường này. Các bạn cảm thấy núi Côn Lôn như thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ của mình ở dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like, share video, subscribe kênh Top 1 Khám Phá và ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!